Sáng ngày 1 tháng 12 tại phường Lãm Hà diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ Đảng ủy phường Lãm Hà. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cùng sự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ban Tổ chức Nội vụ quận, Văn phòng Quận ủy. Theo quyết định số 190 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Vũ Khắc Hiệp, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý chợ Bến Phà được tiếp nhận và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Lãm Hà, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận trao quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Khắc Hiệp. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận đề nghị đồng chí Vũ Khắc Hiệp trên cương vị công tác mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy phường rà soát tất cả các công việc của phường trong năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022 để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Lãm Hà tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng chí Vũ Khắc Hiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.